Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hướng ngoại. Là người hướng ngoại có tốt không? Tại sao hướng ngoại có xu hướng hạnh phúc hơn? Tính cách của chúng ta là một phần di truyền và một phần môi trường. Người hướng ngoại được hưởng lợi từ một phần thưởng lớn. Họ có xu hướng hạnh phúc hơn. Nghiên cứu này cho thấy người hướng ngoại có xu hướng lạc quan hơn, vui vẻ hơn và điều chỉnh tâm trạng tốt hơn. Loại người nào là người hướng ngoại? Hầu hết mọi người tin rằng một người hướng ngoại là người thân thiện và hướng ngoại. Trong khi điều đó có thể đúng, đó không phải là ý nghĩa đầy đủ của hướng ngoại. Người hướng ngoại là người có năng lượng bằng cách ở cạnh người khác. Điều này trái ngược với một người hướng nội, tràn đầy năng lượng khi ở một mình. Người hướng ngoại có thể nhút nhát không? Có một thứ giống như một người hướng ngoại nhút nhát, vì sự nhút nhát không liên quan đến cả hướng nội hay hướng ngoại. Nhút nhát là một dạng lo lắng xã hội nhẹ khi một người cảm thấy khó xử trước công chúng. Người hướng nội thích có ý cuộc trò chuyện hơn người hướng ngoại và họ cảm thấy thoải mái hơn về nó. Người hướng ngoại có hạnh phúc hơn không? Vâng, họ đồng ý. Các chuyên gia nói rằng thực sự người hướng ngoại là rất nhiều hạnh phúc. Một những phát hiện rất quan trọng nghiên cứu tính cách là người hướng ngoại thường hạnh phúc hơn người hướng nội. Vì hiệu ứng này kéo dài trong nhiều thập kỷ trong cuộc sống của họ. Mặc dù tất cả các nhà tâm lý học không đồng ý với giả định thứ hai. Người hướng ngoại có giỏi về cái gì? Về mặt tích cực, người hướng ngoại thường được mô tả là nói nhiều, hòa đồng, có định hướng hành động, nhiệt tình, thân thiện và hướng ngoại. Về mặt tiêu cực, đôi khi chúng được mô tả là tìm kiếm sự chú ý, dễ bị phân tâm và không thể dành thời gian một mình. Là người hướng ngoại không an toàn phải không? Người hướng ngoại không an toàn. Một người hướng ngoại là một người thường phát triển mạnh khi ở cạnh người khác và ồn ào theo khuôn mẫu, đam mê và không sợ hãi và ý kiến của họ. Một người không an toàn được xem là nhút nhát vì nói về phân tích quá mức về mọi hành động họ thực hiện và thừa nhận là một người hướng nội. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người hướng ngoại? 8 dấu hiệu bạn có thể là một người hướng ngoại và không nhận ra. Bạn giống như để chủ tụ tập. Bạn tương tác thường xuyên trên phương tiện truyền thông xã hội. Bạn nói ra vấn đề của mình với bạn bè. Bạn thích trải nghiệm mới. Người mô tả bạn như dễ tiếp cận. Bạn cảm thấy buồn chán một mình. Bạn hòa đồng với các nhóm người khác nhau. Bạn thích những người xung quanh bạn để hỗ trợ xã hội. Là người hướng ngoại thành công hơn phải không? Những người đàn ông hướng ngoại kiếm được nhiều tiền hơn so với những người bạn hướng nội. Nghiên cứu này đã kết hợp với nghiên cứu khác về lợi ích liên quan đến hướng ngoại. Ví dụ người hướng ngoại có nhiều khả năng trở thành nhà lãnh đạo và lãnh đạo hiệu quả theo nghiên cứu của giáo sư Timothy Judd của Đại học bang Ohio. Người hướng ngoại sống lâu hơn phải không? Đã có những nghiên cứu nói rằng người hướng ngoại sống lâu hơn. Một nghiên cứu mới cho thấy bạn càng hướng ngoại và lạc quan, bạn càng sống lâu. Làm thế nào để người hướng ngoại có được năng lượng? Họ mất năng lượng từ những người xung quanh trong thời gian dài, đặc biệt là những đám đông lớn. Người hướng ngoại mặt khác có khả năng có năng lượng từ người khác. Người hướng ngoại thực sự thấy năng lượng của họ bị mất khi họ dành quá nhiều thời gian một mình. Họ nạp tiền bằng xã hội. Là người hướng ngoại tự tin hơn phải không? Một người hướng ngoại khuôn mẫu là ồn ào, hòa đồng và cuộc sống của bữa tiệc. Những thực tế người hướng ngoại không liên quan gì đến sự tự tin. Thay vào đó là việc tìm kiếm áp lực bởi vì bạn cần để hoạt động. Cả người hướng nội và người hướng ngoại đều có thể là người rất tự tin. Nó chỉ biểu hiện theo những cách khác nhau. Làm thế nào để người hướng ngoại nghĩ? Vậy chính xác một người hướng ngoại. Về mặt tích cực, người hướng ngoại thường được mô tả là nói nhiều, hòa đồng, có định hướng hành động, nhiệt tình, thân thiện và hướng ngoại. Về mặt tiêu cực, đôi khi chúng được mô tả là tìm kiếm sự chú ý,
dễ bị phân tâm và không để dành thời gian một mình. Bạn có thể là người hướng nội và hướng ngoại phải không? Những người này hay còn gọi là đại đa số chúng ta được gọi là người xung quanh. Những người có cả xu hướng nội và hướng ngoại. Hướng xung quanh nghiêng về rất nhiều khác nhau, tùy thuộc vào tình huống. Ambivert có một lợi thế khác biệt so với những người hướng nội và hướng ngoại thực sự. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.